Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng của dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Hani đến từ Hàn Quốc với việc là tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch cũng như là chống lão hóa cho cơ thể của chúng ta. À, thưa bạn đông trùng hạ thảo thì vốn đã được biết đến như là một trong những loại dược liệu vô cùng quý hiếm với nhiều công dụng vô cùng tuyệt vời rồi đúng không ạ? trong đó thì phải kể đến là công dụng của nó đối với sinh lý của nam giới. À, tuy nhiên trên thực tế thì đông trùng hạ thảo còn có nhiều công dụng khác nhau mà chúng ta chưa hề biết đến và với sự phát triển của công nghệ hiện nay thì đông trùng hạ thảo đã được chế biến thành nhiều dạng khác nhau từ dạng cao, dạng nước cho đến là dạng bông và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về dạng nước của đông trùng hạ thảo cũng như là những công dụng của nó đối với người dùng. Trong đông trùng hạ thảo thì có chứa chất chống oxy hóa cao, đồng thời là có chứa nhiều hợp chất quý hiếm giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch của con người. Và từ những công dụng này thì các nhà khoa học tại Hàn Quốc đã điều chế nên dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo như bên cạnh Kiều Anh đây. Và đối với những người có hệ miễn dịch yếu kém, ở chúng ta thường mắc một số căn bệnh vặt như là ốm, sốt, ho hay là cảm cúm. Thì khi chúng ta sử dụng dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Hani ra 60 gói đến từ Hàn Quốc này thì nó sẽ giúp cho hệ miễn dịch của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Đông trùng hạ thảo có khả năng tăng cường hoạt động miễn dịch tế bào cũng như miễn dịch dịch thể. Cụ thể là có tác dụng nâng cao hoạt tính của đại thực bào điều tiết phản ứng đáp của tế bào lympho B và tăng cường một cách có chọn lọc hoạt tính của tế bào ức chế, làm tăng nồng độ các kháng thể Ig, Im trong huyết thành. Ngoài ra, đối với hệ thống tuần hoàn, đông trùng hạ thảo còn có tác dụng làm tăng lưu lượng tuần hoàn não và tim thông qua cơ chế hưng phấn thực thể em ở cơ trơn thành mạch. Mặt khác, đông trùng hạ thảo còn có khả năng điều chỉnh lipid máu, làm giảm cholesterol và tăng lipoprotein hạn chế quá trình tiến triển của tình trạng sơ vữa động mạch. Vâng, với việc sử dụng nước đông trùng hạ thảo Hani đến từ Hàn Quốc này thì hệ miễn dịch của chúng ta sẽ được khỏe mạnh hơn và từ đó thì chúng ta sẽ có khả năng miễn dịch chống lại các căn bệnh cảm cúm thông thường cũng như là hệ miễn dịch của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn và chống lại các căn bệnh nguy hiểm khác. Đồng thời thì khi sử dụng dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Hani này, nó còn có khả năng là chống lão hóa cho chúng ta ở đây là một trong những điều tuyệt vời đối với chị em phụ nữ. Khi mà đã ngoài độ tuổi 30 rồi thì khả năng lão hóa của chúng ta đến rất sớm. Đồng thời với việc là da mặt của chúng ta sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. Hay đối với chị em phụ nữ tiền mãn kinh và sau tiền mãn kinh thì việc lão hóa cơ thể nhanh chóng là điều không tránh khỏi. À, chính vì vậy khi sử dụng dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo này nó sẽ kích thích quá trình sản sinh collagen trong cơ thể đồng thời là ngăn chặn quá trình lão hóa sớm đến với chúng ta cũng như là tăng cường sức khỏe và giảm thiểu các sự ảnh hưởng tác động đến cơ thể của chúng ta nhất là đối với chị em phụ nữ đang trong thời kỳ tiền mãn kinh hay là sau mãn kinh Chính vì vậy, việc sử dụng dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo này không chỉ có tác dụng là bồi bổ sức khỏe cho cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch mà nó còn có khả năng là ngăn chặn quá trình lão hóa sớm đến với chị em phụ nữ. Và với dòng sản phẩm này thì cách sử dụng cũng vô cùng là đơn giản. Mỗi ngày thì các bạn chỉ cần uống từ 1 đến 2 gói và chúng ta nên uống vào thời điểm khi mà bụng đói, bởi vì như vậy thì cơ thể của chúng ta sẽ hấp thu được hết toàn bộ dưỡng chất mà dòng sản phẩm này mang lại. Tuy nhiên thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh rằng khi chúng ta đã mở hộp sản phẩm này rồi thì nên bảo quản ở trong môi trường khô ráo thoáng mát cũng như là tốt nhất là chúng ta nên để ở trong tủ lạnh. Và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 886 428 để được tư vấn trực tiếp. À, hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Or, hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn, nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Hanhy đến từ Hàn Quốc này. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Hani đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất, những sản phẩm mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.